7. Bữa nay nóng quá, 90 độ, 96 độ. Nghĩa là khoảng 25 độ C phải không ta? 25, 26 độ C, hơi nóng. Nhưng mà cũng không bằng ở Houston, Texas. Đó tới cả trên cái 100 độ. Cũng không bằng nước Việt mình. Nước Việt cũng 25, 26 độ, cũng trên cái 100 độ. Mà cái nóng ngoài da đó không bằng cái nóng ở trong lòng. Cái 100 triệu dân đang nóng sôi sùng. Tại vì bao tử kêu ọt ọt. Thế đạo Phật, hôm nay mình không có nói đụng chạm chính trị với ai hết. Xin lỗi. Mình chỉ nói chuyện vu vơ, không có đề tài. Lâu nay nước Việt á là cả nhiều nghìn năm bị Trung Cộng nó qua, nó làm bế tắc những cái long mạch. Tại vì sư phụ vừa mới nói chuyện với củ vị thằng rồng ở sông Cửu Long á, chính ông rồng mới vừa nói chuyện xong ra đây, thì những vị thằng rồng cho biết là các vị đã nói lại long mạch của nước Việt rồi, cho nên nhiều trăm năm nay nước mình không có sanh ra những nhà thiên tài lỗi lạc, và nước lúc nào cũng mê tuột hậu nghèo đói. Tất cả chúng ta sanh ra dưới bầu trời đều phải chịu ảnh hưởng ngũ hành. Vì chúng ta có linh hồn thì phải ảnh hưởng với long mạch, rồi số, nhất số, nhì mệnh, ba ông thủy, thứ tư mới là đức độ, thứ năm mới là học vấn. Thì một ai mà có 4 năm cái đó thì đều là tỷ phú hết. Nhưng mà cái chân mệnh mới là cái quan trọng nhất trong tất cả các hàng tướng số. Bây giờ người có số mệnh làm vua, thảy đi hốt rác cũng sẽ là vua rác. Giống như đại ca đó. Còn sư phụ qua Mỹ cũng là đi ăn mày, đi học, không có tiền ngủ ngoài vỉa hè, cuối cùng cũng sẽ là vua nước Việt. Cái mệnh người nó vậy. Tại vì cái chân mệnh nó không phải là do một người, một mạng, một sắc phàm, một thanh tứ đại, mà nó là do tất cả thiên binh, thiên tướng và thiên long bát bộ, tất cả các từng trời Bồ Tát, Thánh Thần và cả địa tiên, thiên tiên đều ủng hộ người đó mới là quan trọng. Ngày nào chưa bước chân vô nước Việt, ngày đó nước Việt còn xáo trộn về kinh tế và chính trị, và dân sẽ đói khổ hoài. Đất khi nào mà trời ơi, dân kêu trời ơi, giống như ngày thù sanh ra đời, ba miền Bắc Trung Nam kêu trời ơi, thì lúc đó thù mới về gọt. Trở về ông củ vị thằng rồng báo cáo là long mạch đã được nối lại, mây ngũ sắc trên bầu trời đã xuất hiện để báo hiệu khi Minh Dương về nước, 6 triệu trăm hiền sẽ về, tức là sắc, nghĩa là tất cả các sắc dân, sắc tộc đều ủng hộ nước Việt. Sau này mình không có lệ thuộc Mỹ, Nga, Tàu. Mà mấy vị dạy sư phụ là Thái tử phải làm sao cho thằng Mỹ nó chạy theo Thái tử. Thì lúc đó, đó Ngài Trần Đạo nói vậy, chị cũng nói vậy, Thánh Mẫu Lữ Hạnh cũng nói sư phụ vậy. Cho nên sau này nước mình làm cái gì đó thì mình biết mình làm cái gì vậy. Chắc xám 6 triệu người và dòng giống tiên rồng lúc nào cũng khôn ngoan và cần cù, thì tất cả cái nền kinh tế gì mà tự động nó chạy theo, Mỹ nó chạy theo. Chứ mình không có phải đi xin từ gói viện trợ nho nhỏ mà bị nó khi dễ nữa. Thì lời của mấy vị ngày xưa dạy vậy. Tức là cái nhiệm vụ của người lãnh đạo mới phải làm cho Mỹ đi theo mình. Rồi kế đó, cái mặt trời, cái mấy ông rồng đen á, tức là báo hiệu cho thay triều đổi ngôi. Bởi vì cái chủ thuyết mà xã hội chủ nghĩa các Marx Lenin hôm nay đã hết thời. Thật sự nó đã hết thời. Rồi đến chiếc thuyền Bát Nhã ở trên bầu trời á, thì bữa sư phụ có hỏi đức thầy cách đây 3 ngày, thì sư tổ có nói đúng, đó là thiền Bát Nhã để cứu những người có lòng tin bất diệt tuyệt đối với đức thầy, thì đức thầy cứu.
là cái đó là thiền bát nhã thiệt luôn á. Rồi hồi bữa lũ lụt ở miền Bắc đã bảo Gia Ghi á, là có một người quay được mấy ông rồng á, đó là thật. Thì hôm nay mấy vị rồng đó hồi nãy xuất hiện ở núi Thiên Long Sơn để mà hội họp với sư phụ, thì mấy vị cũng có nói chúng thần sẽ chờ ngài trên đất mẹ. Hồi nãy ông nói vậy đó, lúc mà ông bay về Việt Nam á, ông chào, ông nói chào ngài, chúng thần sẽ chờ ngài trên đất mẹ. Tức là mấy ông đã nằm trong lòng đất nhiều nghìn năm rồi, hôm nay xuất hiện là để chờ đón thiên tử về. Và hồi nãy sư phụ có nhận lời với mấy ông là ông nói khi nào sư phụ đăng cơ làm vua đó thì sẽ đi khắp tất cả các miền Bắc Trung Nam, những nơi mà có đền miếu á thì tu sửa lại, là vì những vị rồng này ngày xưa đã từng làm vua trên nước Việt nhiều nghìn năm, nhiều đời, Đinh Lý Trần Nguyễn, thì hôm nay mấy vị mấy ông đã xuất hiện trở lại, thì mấy ông đã từng làm vua rồi, mà vua của nước Việt thôi, còn sư phụ là thiên tử con trời, là vua của vua, là chuyển lưng thánh dương. Chuyển lưng thánh dương là khi một cái chu kỳ nhiều nghìn năm phải nhờ tới người trời xuống để mà thay đổi, cái người đó đi cầu không có khả năng thay đổi được. Thì đến ngày hôm nay chuyển lưng thánh dương đã xuất hiện, mà trong kinh sấm thường nói đang ngồi đây. Phước trai không thấy mà tin, chú Hồ cũng là Chúa Giêsu trở lại. Kiếp này là kiếp cuối cùng để giúp nước Việt thành một nước cường quốc, và sau này lãnh đạo thế giới về tâm linh và cả về những cái khoa học kỹ thuật. Là vì cái nguyên thần của chú Hồ, tức là thiên nhãn, thì không phải chỉ có một cái xác phàm Ngô Tuấn Kiệt ngồi đây, mà ở những cái thành tinh mà người lùng bốn feet cũng là hiềm. Sau này sư phụ gặp lại sư phụ, tức là người xám, thì người xám chỉ cần chỉ cái chiêu nhẹ nhẹ như Elon Musk thôi là nước Việt cũng đủ giàu rồi. Thì bữa sư phụ có hỏi vậy này, mình phải làm gì khác hơn Mỹ, khác hơn thế giới AI để mà mau giàu, mau phát triển? Thì trên mới nói nước Việt trình độ bây giờ còn thấp, có đã sẵn sàng chưa? Khi sẵn sàng rồi thì những người thành tinh sẽ xuống dạy cho riêng nước Việt một cái kỹ thuật. Đó là sự request. Tại Thiên Nhãn cũng là người thành tinh mà, thì không phải là một chiếc thân ngồi đây ở Nam Thiện Bộ Châu này đâu, thì ở khắp ngoài vũ trụ luôn á. Nhưng mà ở cái quả địa cầu này chỉ có một, vì kiếp gần tới giờ chót cuối cùng á, cái xác phàm sư phụ phải trở về ngồi nhập thất và tu để mà thành Phật cái kiếp cuối cùng cho him, thì chỉ có một xác phàm thôi. Hiện giờ trên mạng truyền thông tâm linh tùm lum trên đó, nên nhớ nha, những gì của họ Thiên Thiên Tâm, Thiên Thánh Kiền là lập đạo Thiên Tâm. Đạo Thiên Tâm có từ năm 78-79, nhưng mà chính thức là ra đời năm 2017. Hiện giờ nước Việt trên 70 triệu người á, là đeo dấu Thiên Tâm á, để mà qua cái nạn tận thế này. Nhưng mà ở ngoài kia nước Việt cũng còn một số người đạo Công giáo và một số người không có đạo nghe, nên nhớ. Chúng ta không có nên nói mấy cái tâm linh nhiều quá, ma quỷ rồi thiên ma rồi này nọ, trị bệnh này kia, làm cho những người trí thức, những người Công giáo và những người đảng viên họ đang làm công chức, họ nghe rất là bất mãn và họ sẽ lỡ cái duyên này với Thiên Tâm. Cho nên những đứa họ Thiên ngoài kia mà đứa nào mà còn có một chút trí tuệ á, chánh kiến á, thì nên post những cái sấm cơ của Đức Thầy nè, của Ngài Thanh Sĩ nè, Lũ Bá Ôn nè, Notre Dame nè, Venga nè, Thư Bối Đồ nè, Gia Cát Lượng nè, Sấm Trang Trình nè, thì Sư Giải Bán Khoai, Phật Thầy Tây An, Phật Chùm, vân vân, tất cả những sấm cơ đó nên post lại, thì nó còn hữu hiệu hơn của cái ngày thời khắc này, tức là tháng 10 này của năm 2024 này.
là gì nó đang xảy ra trước mắt, những gì Đức Thầy nói đều xảy ra hết. Còn riêng sư phụ Thiên Đức Kiệt hồi xưa không có biết nói chuyện, ngồi trong cái góc nhà đó. Cái mùa Tết, ngày mùng 3 Tết năm 2018, thì nói vu vơ có mấy câu 15 phút. Mà coi lại cái vu vơ đó đi, đã hơn 6 năm rồi. Chiến tranh xảy ra từ Trung Đông, lúc đó có mặt còn chưa có tóc bạc nữa đó, còn láng con đó, không có nhăn nữa. Chiến tranh xảy ra từ Trung Đông rồi sẽ sang ra Điển Đông. Thì lúc đó gọi là Đệ Tam Thế Chiến. Tất cả năm cái ác cùng xuống một lượt. Trên thế gian này không có ai nói một cái cách mà vu vơ mà ảo như vậy mà hôm nay chúng ngày chốc hết. Chiến tranh Biển Đông sẽ xảy ra tính ngày á. Hồi thời đó mấy vị cho hộ biết là sẽ có bom nguyên tử nữa kìa. Nhưng mà vì phải khấn cho thế giới này không có 10 chết 7 gồm 3, không có bom nguyên tử á, cho nên sát phàm phải lãnh cái nghiệp rất là nhiều. Bảo đảm không có bom nguyên tử. Thằng Kim Jong Un nó kéo cái dàn phóng nguyên tử với tàu ngầm của nó chỉ là hù thôi. Trung Cộng mới vừa bắn thử bom nguyên tử. Trung Cộng sẽ bắn thiệt, nhưng mà ở trên mấy người hành tinh sẽ tiêu diệt, không có nổ. Thù biết trước vậy luôn á. Chỉ có Trung Cộng là nó bắn thiệt, nhưng mà nó không có nổ. Còn Mỹ hay là Nga không có. Tại vì ở trên đã hứa sư phụ rồi. Thời đó mấy vị đã hứa, Thái tử có để xuống trần kỳ màn này là sư phụ là người nắm cờ đi sau lưng Đức Thầy. Hai người. Nhưng mà sư phụ xin cái gì được cái đó. Xin Nga thua thì hôm nay Nga hoàn toàn không đánh hoài, bị xa lầy hoài, không bao giờ thắng nổi. Xin cho Do Thái lấy lời quốc gia của họ, vì ngày xưa họ vô tình hay cố ý, ông Paré đã phản sư phụ để cho sư phụ bị vua thời đó đóng ba cái đinh. Hôm nay mong nước Việt đừng có tái diễn cái màn cũ mà sẽ bị diệt vong á. Hai tiếng sấm nổ cũng đã nổ rồi. Còn tiếng sấm cuối cùng thì Đức Thầy sẽ xuất hiện. Mình nói cái này chỉ những người miền Tây, miền Nam, đạo Hòa Hảo, đạo Cao Đài, đạo Phật ở miền Tây thì còn một chút xíu hiểu. Nhưng mà miền Trung, miền Bắc số lượng dân cũng rất là đông, làm sao hiểu được. Nhưng mà họ cũng không bao giờ họ nghĩ ra những cái hiện tượng lạ ở trên mây hay trên trời. Mấy cái đó là những cái sự thật chứ không phải là điềm gì hết. Nhưng mà khi con người cứ lo bận rộn, chén cơm manh áo, không có để ý về cái phần linh hồn, về tâm linh, thì họ cho mấy đó là chuyện ngẫu nhiên hay là gì. Ngẫu nhiên đâu có thể nào lũ lụt đánh một cái là trôi hết. Tại sao mình phải không có dành một chút, một tiếng đồng hồ trong một ngày để mình học hỏi về cõi siêu hình, để mình biết được, để mình lo vận mệnh cho gia đình mình, lo tương lai gia đình mình, lo sức khỏe cho mình, và biết mình đang ở vào cái thời tận thế. Ở ngoài kia 8 tỷ người, mấy con nghĩ có bao nhiêu người biết là đang sống vào cái thời cùng cực tận thế này? Bao nhiêu người hiểu? Người Việt Nam á, thường nói tiếng Việt á, là cũng chưa có hiểu hết. Cũng chỉ người ngoại quốc, tụi nó còn không có hiểu luôn. Nó còn nghĩ là những thiên tượng hay những chiến tranh hay những bệnh Covid thế này nọ đều là chuyện ngẫu nhiên không à. Cái gì mà xảy ra rồi ta cho ngẫu nhiên. Cũng trong ngày mai bị đột tử chết cũng cho là bị bệnh chết, nó không phải như vậy. Và những người như ở Mỹ này bị âm binh, bị dông nhập tưởng tử không phùng, đang là bác sĩ kỹ sư là hành homeless, nó đưa vô nhà thương uống mà ba cái viên thuốc ngủ ghiếc thì cũng bị điên luôn nữa. Nó đâu có hiểu mấy cái đó là bệnh âm đó. Bên Nam lên đây dễ ợp, thì để cái tay cái là nó hết rồi. Nhưng mà người Mỹ họ không có biết. Cho nên vô những cái nhà thương của Stanford quá trời luôn. Thì cái thời vào cái thời đại tận thế này, nó có những cái rất là lạ lùng. Đó là lý do tại sao cái bài sấm mà của chị của sư phụ, tức là Thánh Mẫu Đức Hạnh ngồi ngoài đó,
là khi Đức Tàu nó thua biển đảo Hoàng Sa đó, và nó giận lây đập sập Bắc Hà Đế Kinh đó. Đọc lại mấy cái bài đó. Cũng may đại ca Tô mình hôm nay chở mình đó, đi theo lòng dân chơi với Mỹ, nhưng mà câu cổ ông Tàu quá không nè, cho nó đừng có đập sập Bắc Hà Đế Kinh. Câu chứ nó quýnh Đài Loan lúc nào cũng đánh, 10 năm sau 100 năm sau nó đánh, còn nước Việt mình nó thèm giống như là mèo thèm mỡ vậy á, thế nào cũng sực. Chúng ta người Nam, người Trung, người Bắc, người HO, người Đảng Cộng sản, Đảng Cộng sản có nhiều phe lắm, phe về hưu, phe đang tại vị, không cần biết phe nào, da vàng máu đỏ là con rồng cháu tiên người Việt hết, thì chúng ta chỉ có một đối thủ gồm nhất chúng ta phải dòm ngó, đó là Tàu Khự thôi. Bữa nay nó đụng chiếc tàu của mình đó, lấy cây sắt nó gọi sắt đó, nó quýnh người của mình nữa đó, đó điều sỉ nhục. Chúng ta phải nên đoàn kết giống như đời nhà Trần vậy, giống như Trần Đạo vậy, là hội Viên Hồng mà không đoàn kết, không có tính thù nhà mà lo việc chung việc nước thì mới là đúng. Không có cộng sản, chả quốc gia, chả phe, chả phái nào hết. Ông nào ăn nhiều thì ói bớt lên chút, cho cái ông mới lên thì ông không bắt. Thật sự chúng là tiền không ạ, chứ không có ai mà tốt lành vậy chứ. Cả quân đội dồn về phía miền Tây, miền Trung, thiên hạ thủ di cường. Lúc mà Trung Cộng nó đánh Biển Đông của mình đây, mà đánh Lào, đánh miền luôn. Cái hai hàng đó giống như hai cây lưỡi lơi á, đâm ngang không xương sườn hoài. Từ năm 78 thời Khmer Đỏ cũng vậy, tương lai cũng vậy. Bây giờ thằng Miên á, con nuôi nó 29 ngày, giờ chót con cho nó thiếu ăn chén cơm nó cũng giết con nữa. Người của nó không có trung thành, nên nó cần phải vô cái văn hóa văn minh của nước Việt. Ở trên trời coi những cái quốc gia mà bị mất phước đó, sẽ gia nhập vào những quốc gia có phước. Sau này tại sao nước Việt không phải là hình chữ S nữa, mà hình trái tim nó lớn hơn bây giờ gấp mấy chục lần. Trên nói thù biết, ở đời này thuộc lại thế thì nó lớn hơn bây giờ rất là nhiều rồi. Cái hội về trời nó lại càng lớn hơn nữa, tại hội đặt nền móng rồi. Thì phân nửa nước Tàu sau này cũng trở thành nước Việt nữa, tự động họ gia nhập Hồng Kông, Hải Nam, cả Đài Loan luôn, họ tự xin gia nhập thành một cái liên bang. Tại vì nước Việt là con trời khai thiên, vừa có đạo đức, đạo thiên tâm của cha lập ra. Sư phụ là người truyền tin nha, đạo trời, nhưng mà học thì học Phật, vừa từ bi. Thiên đạo, chúng ta là thiên đạo. Thiên đạo khó hơn Phật đạo. Thiên đạo khi mà mình nguyện thề cái gì, nhất tâm con quan tâm với thiên đình á, những đứa mà đã từng thề mà không giữ lời thề á, khi này sẽ bành thành làn khói hết. Mấy vị nói về trời rất là dễ, nhưng mà cũng lại rất là khó. Tâm con Nam Mô Sáu Từ Chữ Di Đà, tâm con nhất nguyện vạn tâm với thiên đình, thời cho đã rồi lại mau quên, vì chút lợi lộc là quên, thời là phải nhớ. Không giống như hai công chúa từng thời á, suốt đời này ba là một, một là ba. Đức thầy nói ba con là mang sắc phàm nhưng không phải người phàm, cả ta cũng vậy, là bốn người: sư phụ, đức thầy, công chúa Thân Bình, công chúa Quỳnh Châu. Bốn người mang thân người nhưng mà không phải là người. Sư phụ có 7 dòng hào quang, Thượng Bình có 5 dòng, sư mẫu có 4 dòng, đức thầy chắc cũng 7 dòng. 7 dòng là maximum mà, lớn nhiều nhất, nhưng mà sáng hơn phải không, bự hơn. Thì chỉ có 4 người lỗi lạc ở đời này,
Còn tất cả những người mà linh căn nhập đồng hay là điển hay là ứng khẩu gì gì ngoài đó, họ chỉ đi với chúng ta một đoạn đường thôi. Đoạn đường còn lại thì họ đã bị thiên ma xâm nhập vô cái khẩu rồi. Khi chúng ta tin một đoạn đường thì hôm nay chúng ta ngưng là đúng. Là vì khi Tiêu Hộ đã lên tiếng thì tất cả những bên chánh không còn ứng khẩu lên cái người đó nữa, mà chỉ có tà thôi. Tại vì giống như cái nhà không có cảnh sát thì có ai vô? Có dân chơi vô đó. Cho nên là chỉ đi được một đoạn đường. Mà nếu mà người nào không ngộ ra, không hiểu mà tiếp tục thì là mình đã uổng một đời người, uổng công tu tập lâu nay, vì mình không có chánh kiến. Khi mình chỉ có nghe lời một người, đó là tin cha mẹ, tin Thượng Đế và tin Sư Phụ, tin Đức Thầy thôi. Còn ngoài ra nếu mà tin những gì người nào khác trong thời điểm này thì cái đó lại là sai. Để rước mấy ông đó. Nên bây giờ là post những cái sấm giảng của Đức Thầy nè, sấm giảng của kêu ông tắt cái máy để hồi nó thâu vô cái máy này là xe ồn, nghe sấm giảng của Ngài Thanh Sĩ. Có nhiều người lâu nay hỏi Ngài Thanh Sĩ là ai, có phải là cái nguyên thần của Sư Phụ hay không. Đó là đúng, của Thiên Nhãn á, của Sư Phụ. Lâu nay thì chưa có confirm cái này. Thì gần đây mấy vị có nói, ở vào thời đó Ngài Thanh Sĩ mất năm 1972 phải không? Sư Phụ sanh ra năm 1965. Thì tại sao song song? Cho nên nhớ Thiên Nhãn đã làm được người thành tinh cùng song song với Sắc Phàm Ngô Túc Kiệt, con Thợ Mộc đang ngồi đây, thì tại sao không có thể song song hai cái xác? Cái kia đó là hơn phân nửa là ứng khẩu, nếu mà kiểu mấy dạng kia. Còn lúc đó Sư Phụ mới chào đời, mới là thật. Cho nên Ngài Thanh Sĩ là Thiên Tướng Kiệt, Thiên Tướng Kiệt cũng là Ngài Thanh Sĩ. Cái này là trên mới giờ confirm, Sư Phụ mới dám nói. Cái nào chắc ăn rồi mới nói nghe. Đức Thầy confirm. Chứ nói cái này vô lịch sử nhân loại á, chứ không phải tự mạo đâu, nó là thiệt. Nhưng mà mở mỗi một thời đại á thì nó có một cái chương trình cách ăn nói và cách nói chuyện khác nhau. Hiện bây giờ Sư Phụ chỉ khôn có 5% của Thiên Nhãn thôi, mà khôn nhiều quá đó thì nó lại bồn chồn, rồi nó lại tâm không có an. Cho nên đến lúc nào cần bao nhiêu thì là cần bao nhiêu. Đây có mấy lời để mình thấy trước, mình nói trước, để mình là khuyên, là nhắn nhủ. Không phải mình chỉ tu hành thì một chuyện, đọc kinh Thiên Tâm, thờ đeo dấu Thiên Tâm thì lúc này sẽ thoát được bệnh tật tai nạn chết chóc. Nhưng mà về mặt kinh tế, người ta giống như phỏng lửa tới tay phải đỡ, đúng không? Là về tiền bạc thì Sư Phụ cũng cần có một cái chút giúp đỡ. Hồi xưa Sư Phụ kêu mua vàng thì những người nghe cái đài này đều làm giàu hết rồi. Kêu đừng có mua Bitcoin thì có một số người nghe cũng không có bị mất tài sản. Sư Phụ kêu cứ lo tu, bớt cái lo ra chuyện ngoài đường, thì có số người nghe thì cũng được tâm bình an và không có bệnh tật. Hôm nay nước Việt sắp thay chiều đổi gì, có nghĩa là sao? Hôm nay cái nhà ở Việt Nam á, nó bán đúng là cái nhà đó 1 triệu đô, giờ nó bán còn có 300.000, mà cũng không ai dám mua nữa. Tại mua lẻ loi đó làm gì, những cái mặt đường
Nguyễn Huệ, đường số 1, đường Lê Lợi, đường Nguyễn Huệ gì đó, vòng vòng Sài Gòn á, bị đóng cửa hết. Mấy cái Starbucks, những cửa hàng mà sang trọng á, tại vì khi mà con người nó xuống cấp á, từ từ nó xuống xuống giống như Cuba vậy đó, kiếm cái Starbucks đâu ra, toàn là lấy lá phiếu đi xin từ ổ bánh mì mà làm gì có những cái chuyện sang. Cũng giống như nhỏ nhà quê phèn á, làm gì có bóp LV, con hiểu không? Thì khi trong cái xã hội nước Việt á, không còn Rolls Royce, không còn những cái sang nữa, thì mọi thứ nó xuống cấp. Thì những cái giàu sang và những cái mà của Âu Châu và Tây Âu á, người ta có. Nước mình bây giờ từ từ nó sẽ biến. Nhưng mà đừng có buồn, lấy nó làm buồn. Cứ mua đi, 300 cứ mua. Tại khi hai chiều đổi ngôi á, nó sẽ lên giá trở lại còn mắc hơn nữa. Tại vì 6 triệu người về một cái một, lúc đó nó giành nhau luôn á. Cho nên ai mà nghe cái này bữa nay là giàu á, đừng có nên đem tiền chuyển ra hải ngoại. Ăn hối lộ cứ để bển. Tại đem cái hải ngoại, mai mốt một cái chính phủ mới người ta lên á, người ta thân với Mỹ á, nó moi ra hết mấy cái đồng tiền mà rửa gọi là gì, gọi là gì ta, máy giặt á. Giặt đâu có sạch đâu. Mỹ nữa khôn nó một cái đồng bạc từ đâu đó, giống như Trung Cộng vậy đó. Nó chưa có chịu làm thôi, tại nó không muốn mất lòng Việt Nam trong lúc này trước khi nó đánh Tàu. Mà xong chuyện đi thì mấy Mỹ nó cũng lấy hết. Nó không có tại vì mình làm phạm pháp trên nước nó có quyền lấy. Cho nên chuyện này không có nhẫn tâm không nói. Mấy đại ca có ham nhũng có nhiều tiền đừng có chuyển qua Mỹ. Cứ giữ ở bển, chôn dưới gốc cây đi, nhiều khi nó còn. Còn đem qua Mỹ là sẽ có một ngày iOS nó lật lên hết. Bây giờ nó chưa có muốn làm thôi. Mà khi nó làm rồi nó cũng đâu có trả lời chính phủ Việt Nam đâu. Nó là mày làm phạm pháp nước tao, tao lấy. Thì những cái cửa hàng thương xá sẽ phồn thịnh khủng khiếp trở lại. Dùng chữ khủng khiếp. Khi một đất nước thay đổi, tiếng nói tự do. Còn ở hải ngoại có nhiều tiệm nail bây giờ cũng ế. Nhà hàng bây giờ người ta đi mua, gọi là order, nó delivery á, Uber Food thì đó. Đâu nhà hàng cũng ế phải không? Nail cũng ế, tóc cũng ế, chợ búa cũng ế, cái gì cũng ế hết. Thì mà thấy không khá rồi thì mình bán để giữ tiền, thủ tiền mặt ở Mỹ á, hải ngoại luôn, Âu Châu, Úc luôn, tại này nói lên là toàn thế giới. Để làm chi? Để khi mà nghe rụt rịch mà Minh Dương về nước á, ôm đóng tiền nó chạy theo mình, bảo đảm 1 lời 10, đặt bao nhiêu cũng trúng hết trơn. Có một lần, có một vị rất là lớn nói, sư phụ hỏi nha, hỏi mỗi vị, mỗi vị trả lời mỗi câu. Thì có một lần nói chuyện với Hùng Thiên Trong Núi thì hàng tuần mấy con biết rồi đó. Thì ông ngài Trận Đạo nói, tại sư phụ hỏi, trời ơi bây giờ một cái ổ rác, văn hóa cũng không có, tiền nó hút sạch hết rồi, mẹ Việt Nam ốm nhách còn xương với da, thì làm sao mà cứu dân kịp, dân đang đói, nhà thương không có thuốc men, chết như riệp mỗi ngày âm thầm đi chôn ở ngoài sau giường, thì làm sao? Tiền ở đâu? Mỏ vàng, mỏ ngọc ở đâu? Môi lên, lẹ lên. Đại khái. Cái ông mới trả lời, ông nói, ngày xưa ngày qua Mỹ bàn tay trắng, dựng một cái sự nghiệp bàn tay trắng, tức là 10.000 đô á, lập lên cái hãng KMT bây giờ cả tỷ á, thì ngày về xây dựng lại nước Việt cũng là bàn tay trắng. Ngày làm được. Trời, ông nói một câu đó mình giật mình phải không? Thì ông chỉ nói để cho sư phụ có chuẩn bị. Rồi cái sư phụ hỏi Đức Thầy, sư phụ trong sám cơ sư phụ có nói là sẽ có một cái mỏ vàng mỏ ngọc nằm dưới lòng của núi Cấm, có không? Đức Thầy nói, cái đó nó đâu có quý bằng một vị Phật ra đời tại núi Cấm và một Minh Dương con của trời xuống để giúp cho nước Việt. Cái đó là Đức Thầy mới trả lời cách đây gần đây, thấy không? Cái ông nói, trời cái mỏ vàng mỏ ngọc đâu quý bằng một vị Phật, tức là ngài sẽ xuất hiện đúng không, để cứu thế giới, mà cũng không bằng, không có quý bằng sư phụ xuất hiện nữa. Rồi cái nhưng mà ngài sư phụ hỏi một vị khác ở núi Cấm,
có mỏ vàng mỏ ngọc không? Tại vì sư phụ tin tuyệt đối là sấm cơ Đức Thầy nói chúng là 80-90%. Chỉ có phần Biển Đông là mình thấy là chắc ăn như bắp rồi đó, thế nào cũng đánh rồi đó. À, Biển Đông dạng vàng giang tay giữ, Biển Đông dậy sóng đại khái là, mà cái núi Cấm mà Đức Thầy thường nói hoài là ở dưới có cái mỏ vàng, chắc chắn sẽ có. Cuối cùng một vị này rất là thương luôn á, nó có đó, sẽ có. Cho nên khi mà có mà phải đúng người tới thì cái đó nó mới hiện ra, còn nếu không nó thành một đống đá, đống đất sét thì nó có thiệt á. Phải đúng cái bàn tay của cái hụ này, phải chìa khóa. Rồi chú hụ hỏi, hỏi cha, hỏi mẹ, tức là hỏi Thượng Đế, hỏi Phật Mẫu. Thì cha mẹ nói ta đã sắp xếp cho con hết rồi, tới đó thì sẽ biết. Chứ không lẽ bây giờ đi về mà nói tôi đây là thánh nhân, tôi là thiên tử mà nói cái miệng á, ai đâu mà tin con. Nó không có, nó không có thực tế, không có vô cơm no cái bao tử, ai mà nghe. Cái gì á, mình tâm linh là tâm linh, nhưng mà reality hay là khoa học là phải có hiện hữu khoa học, có hiểu không? Thì là có. Rồi, thưa hỏi một vị khác nữa, tức là mỗi lần hỏi một vị, mỗi vị kể trả lời một câu thì mình mới gom lại bữa nay mình nói. Cái con lần thưa hỏi một vị rất là lớn, tại thưa nói cả trăm vị mà từ trên trời tới Long Cung mà mấy vị này thưa nói chuyện hết. Mấy vị này thưa nói chuyện hoài vậy. Thì có một vị nói là cái mỏ mà giàu nhất của chúng ta mà ăn hoài không hết á, mà từ đời này sang đời khác, đó là cái mỏ 6 triệu người hải ngoại. Từ thế hệ này qua thế hệ khác, sanh con đẻ cái khắp năm châu, rồi cứ ai có tài lần lượt đi về. Là cái mỏ đó là mỏ giàu nhất á, mà Thượng Đế với Đức Thầy đã sắp xếp cho nước Việt hàng nghìn năm. Cho nên mới có cuộc di tản sau năm 1975 khủng khiếp. Đi từ cảng Bạch Đằng, Sài Gòn, đi bằng tàu hải quân, tàu Trường Xuân, rồi đi bằng trực thăng ở trên nóc của lãnh sự quán Mỹ. Rồi sau đó có cái bà gì Mai Phương vậy sao? Mai Phương làm đài phát thanh của quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, bỏ bốn đứa con trên bo mà chạy đi từ cửa biển Vũng Tàu á, rồi cái hết xăng đó, rồi cái một đứa con nó ngồi sao lọt xuống biển chết á, rồi cái bả cũng hết xăng, bả lên đên ở ngoài đó, rồi bả thấy có một chiếc tàu du thuyền màu trắng á, cái bả lấy cái áo cọc xê của bả quơ nhìn nè, quơ không thì bả hên bả quơ sao ngay cái tàu đó. Lúc đó thời đó là Hồng Kông là của Anh Quốc, thì nữ hoàng Anh là có hiện diện trên chiếc thuyền đó. Thì lúc đó được nữ hoàng Anh vớt lên, thì từ đó nữ hoàng Anh mới ra lệnh nước Mỹ là con của Anh nha, nước Úc là cháu của Anh Quốc nha. Cho nên bà gọi, hey Mỹ, mày để cho thiền nhân một phụ nữ lên đên ngoài biển vậy, lụm nó về Mỹ hết. Thì từ đó tất cả các trại tị nạn Liên Hợp Quốc phải đoàn Mỹ qua vớt đi hết, đi không so chùa, đi viện nhà thờ gì hết. Trong đó có sư phụ xuống máy bay 747 tại phi trường Ốc Lanh này nè, với cái đôi dép, với cái áo thun này, chẳng có cái vali gì hết. Còn trong đó là 700-800 người á, toàn là hành lý là gì? Son, nồi, chén, đũa, kêu lỗng cổng. Chưa có ai mà có cái vali luôn á. Nhìn lại cảnh tượng đó thiệt là khủng khiếp, mà chẳng có ai có visa luôn. Thì trở lại cái áo cọc C mà đưa 6 triệu người hôm nay khắp hải ngoại, hôm nay chắc có thể lên đến mấy trăm nghìn người nữa đó. Cộng roughly á, cỡ 6-7 triệu. Dầu cho nó đẻ ra 4 thế hệ, nó lấy Mỹ, Lai, rồi tên của nó cũng đổi này nọ, nhưng mà nó cũng vẫn là gốc Việt Nam. Nó không biết nói tiếng Việt, nhưng mà trong máu nó có máu Việt Nam, thì nó cũng về nguồn cội. Sẽ có một ngày nó gần gũi với cộng đồng Việt Nam, về nước Việt. Có một con bồ Việt Nam là 3 ngày nói tiếng Việt rành liền. Nhưng mà anh gà với mấy con chưa đâu biết tiếng Việt đâu.
Còn mấy con lớn lên 3-4 tuổi đúng không? Mà giờ cũng rành tiếng Việt. Cũng như sư phụ qua Mỹ 14 tuổi, học ở lớp 4, đi làm ruộng làm gì biết tiếng Việt. Hôm nay cũng rành rồi đó. Cho nên mình đã có máu Việt trong người rồi, học tiếng Việt trong vòng 3 tháng, 6 tháng là rành. Giống như con ở sư phụ cũng vậy, nó đẻ Mỹ mà. Hôm nay cũng rành tiếng Việt á, trời nó còn cao vài bài gì ta? ca nhạc anh bà tôi gì đó. Thì sáu triệu chim hiền đó là do sự sắp xếp đó nghe. Đi năm 75, rồi sau đó hết thời đó thì mình đi vượt biên. Vượt biên đi khoảng 3-4 triệu người, nhưng mà chết dưới biển khoảng 1 triệu mấy 2 triệu người. Thiền nhân. Hết thiền nhân tới bán chánh thức. Bán chánh thức nghĩa là mình đóng 7 cây vàng. Chánh phủ lấy 7 cây vàng, nhưng mà chỉ là người Hoa thôi. Ai họ Tàu á, thì được đi. Thì hôm nay họ ở San Francisco, Los Angeles, hay là ở Houston hay Chicago nữa là họ người Hoa. Hết bán chính thức năm 78 thì chúng ta đi vượt biên tiếp, có thời gian vượt biên. Hết vượt biên rồi đi đường bộ qua Miên. Cái đường bộ qua Miên là khổ nhất, bị tụi Miên nó hãm hiếp, nó giết, nó chôn sống. Thời Khmer Đỏ mà thời đó không phải dễ một người mà lọt qua Mỹ đâu. Mà một người mà lọt qua Mỹ là nuôi cả gia đình, cũng giống như phụ nuôi cả gia đình. Chứ nếu không là cũng đi móc đất ăn rồi. Rồi hết cái thời đó, chúng ta bắt đầu đi viện HO, đúng không? Bắt đầu những bác ở tù năm 78 á, thì lúc đó ở trong trại tù Nam Hà, Bắc Hà, Nam Ninh, nước Việt. Thời đó cả ngàn ông HO mà cấp tướng, cấp tá làm trong bộ phủ của ông Thiệu không à. Không có đài Vo, cũng không có đài BBC, cũng không có bài OFA hay là không có đài Pháp gì hết trơn á. Cũng chẳng có cái máy radio luôn, không có tờ báo luôn. Ở trong tù làm gì có mấy cái đó. Thì mấy ông không có biết tin tức ở ngoài như thế nào. Thì trong đó có một số người lãnh đạo Cao Đài và Hòa Hảo. Họ mới nghĩ cách ra lập cái bàn cơ ABC á. Để mà... coi tin tức phải không, chúng chặt chặt phải không. Thì lúc đầu mấy ông chỉ lập cái bàn cơ chạy thì đại khái là mấy con má vô phải không. Tại lúc đó khi mà mở lên thì cơ nữa, con giờ con làm á, ngoài nghĩa địa nó cũng chạy gọi là cơ ma. Cái địa chỉ email, địa chỉ tầm bậy vậy đó, quảng cáo vậy đó thì nó vô. Nhưng mà mấy ông cứ làm một thời gian rồi tự nhiên có một ngày, có một ngày đẹp trời, Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông á, ổng thấy mấy ông HO, tức là mấy ông cũ mình á, thì Đức Phật Hoàng về cơ nói: các ngươi ở đây cầu khẩn cái gì? Ta là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Thì từ đó để ta kêu đệ tử ta ra ngoài Bắc để mà tiếp chuyện với các ngươi. Thì một chút thì đệ tử là ai? Là Đức Thánh Quân Lê Nhân Diệp, là đệ tử của Phật Hoàng ra nói chuyện. Thì từ đó đường cơ lập ra. Thì cha mới ấn định đây là cơ trời. Ma quỷ hay là thờ những vị mà không có phải là chánh nghĩa là không có được về nói chuyện. Muốn nói chuyện thì qua nhà kế bên. Thì từ đó có bài Kính Thiên ra đời năm 78. Kính Thiên là chiếu xuống trần rồi đó. Lúc mà Phật Mẫu đi trước thì dẫn đường là có ngài Địa Tạng, rồi có tiên nữ phải không, rồi có tất cả những vị thiên binh thiên tướng đi đông lắm. Thì mẹ mới ra bài Kính Thiên. Thì mấy con biết bài Kính Thiên á, bài Kính Thiên số 1 rồi không có đọc lại ở đây. Thì từ thời đó mà đường cơ đã nói: các ngươi hôm nay chỉ đóng một màn kịch xã nghiệp cho nước Việt để thay triều đổi vị. Đảng Cộng sản sẽ lãnh đạo nước Việt trong 50 năm và sau đó sẽ trao lại quyền tự do lại cho dân tộc Việt. Và các ngươi sẽ được đi ra hải ngoại, các con của các ngươi sẽ được thành tài và lớn lên hải ngoại, rồi sau đó sẽ trở về để mà trả ơn lại tổ tông. Thì đại khái những bác HO đó thời đó, trong đó có là
Kính thiên đại chí xuống trần, con ơi hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên, nhân sinh quả báo nhận tiền, luân hồi vay trả truyền miên kiếp người. Nhờ duyên được hưởng cơ trời, lại thêm sứ mệnh đạo đời dương gian. Cái ngày thu vừa đạo vừa đời, rồi đây nắm giữ giang sang. Nắm giữ giang sang tức là lãnh đạo nước Việt đó. Lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai, cơ đạo tức là đạo thiên tâm. Lo cho quốc thái là lo cho nước Việt, lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai, chúng sanh sẽ biết ân ai đã truyền. Ấy là trời Phật linh thiêng, giáng cơ mở đạo khắp miền nước non. Giáng cơ mở đạo khắp miền nước non á, cái danh từ này mẹ đã thấy tới ngày hôm nay. Thời đó làm gì có Facebook, YouTube, thì giáng cơ mở đạo khắp miền nước non, tức là sư phụ lên đài nói cho khắp miền nước non. Giáng cơ mở đạo khắp miền nước non, kính thiên mẹ chiếu cho con. Tức là trên trời chỉ có một nơi duy nhất, đó là núi Thiên Long Sơn, đó là sư phụ, để tiếp nói với bề trên, để hiểu được chuyện thế gian sắp xảy ra chuyện gì, và nói cho mọi người biết để chuẩn bị. Chứ cũng không có phải mà mê tín dị đoan, hay là làm phiền ai, hay là lấy tiền lấy bạc ai. Tới ngày hôm nay chỉ chưa sinh ai một đồng bạc đồng sen nào ở trên núi này, bỏ ra mấy chục triệu từ đây cho tới Houston luôn. Kính thiên mẹ chiếu cho con, tức là chỉ một mình sư phụ là thiên tử thôi. Ở ngoài kia ai mà nói có thiên tử thứ hai, là đó là ma quỷ á, nên nhớ. Tại vì ma quỷ nó không có biết chuyện thiên cơ, nó chỉ biết hù dọa và nó biết đi dèm pha sân si thôi. Kính thiên mẹ chiếu cho con, số trời đã định không còn bao xa. Thời đó là sư phụ đang đi trên thiền dược biên 14 tuổi, mà tới ngày hôm nay, vừa ngày mai á, mấy đệ tử làm bích đê sư phụ ở dưới đó phải không? Thì nếu mà theo cái ID á, là sư phụ năm 67, 67 là nhiêu? 67, năm 2024 thì 67 là nhiêu tuổi ta? Trời, mới 57 trẻ gì? 57. Thì ngày mai tụi nó làm bếp đê dưới đồng á, mời mọi người xuống á. Thì không còn bao xa, con nghĩ cái câu không còn bao xa, mà lúc 14 tuổi tới 57 tuổi là 43 năm, mà đối với trời Phật là không còn bao xa. Thì con nghĩ đối với mình 40 mấy năm nó xa không? Quá trời đúng không? Sư phụ xuống đây mấy chục nghìn năm, tái sanh rất là nhiều thân người. Vậy mà ở trên trời sư phụ đi xa thiên đình có 3 ngày, mà xuống đây mang thân người biết bao nhiêu. Một đời người 100 năm là nó y như một cơn gió thoảng ở trên thiên đình thôi, trên trời. Thiên mẹ chiếu cho con, số trời đã định không còn bao xa. Lo sao xây dựng nước nhà, lo cho bá tánh hoang ca cuộc đời. Thương con mẹ dạy mấy lời, rồi đây sẽ ứng ở thời cơ sau. Thì từ ngày hôm đó cho tới ngày hôm nay là 40 mấy năm. Thì các biết bao nhiêu các nghìn mấy bác ô đi tìm. Rồi đây sẽ nắm giang sang. Ai là người nắm giang sang là Minh Dương. Rồi Đức Thầy về cũng nói sau này chỉ có một Minh Dương mới có đủ cái lực và đủ cái tài trí để mà nắm vững mệnh nước Việt. Thì từ đó mấy bác mới rải ra khắp tất cả. Khi mà đi HO1, mình đang nói chuyện vượt biên nha, nhiều đợt vượt biên 6 triệu người. Thì có người qua Pháp, có người qua Chicago, qua Virginia, Nam Cali, Bắc Cali, đủ nơi hết, Houston. Thì đi tìm sư phụ. Thì tất cả mấy bác cuối cùng rồi á, tìm được. Khi mà tìm được sư phụ rồi, thì tới ngày hôm nay mấy con ở trên núi gần sư phụ mười mấy năm nay con cũng thấy rồi đó. Nhưng mà đến bây giờ á, đất nào cũng 90 hết rồi, 90 mấy rồi. Lên máy bay cất cánh không biết tim nó còn đập không nữa. Thì làm sao đi về Việt Nam được. Thì từ đó đường ở trên á mới cho một người khác tiếp tục cuộc hành trình. Như phi thuyền thôi. Phi thuyền mấy con bay lên mấy cái bình xăng xung quanh chiếc phi thuyền. Khi nó ra khỏi quỹ đạo rồi mấy con nghĩ giữ bình xăng đó có lợi hay là bình xăng nó tự động tách ra. Để cho phi thuyền nó nhẹ để dễ bay. Phải tách ra đúng không? Yeah. Chỉ có những cái người lái thôi, thuyền đoàn thôi. Thì đợt HO1, HO2, HO3 cho tới dài tới HO giờ không biết nhiêu nè, 60 vậy đó. Bốn mấy chứ, khoảng bốn mấy. Bốn mấy con cũng là HO phải không? Dạ. Yeah.
Thì lúc đó sư mẫu đến sư phụ cua sư mẫu á, thì từ đó mới biết mình là thiên tử. Những ngày đầu á, cái bộ ông bây giờ tin, lớn lên ở Mỹ không ai tin dị đoan và cũng chả ai tin mấy cái vụ này, mà không tin là bệnh chết. Cái bộ bệnh thập tử nhất sinh rất là nhiều lần luôn á, ở sư mẫu đây. Rồi đến một ngày đẹp trời, bữa đó sư phụ ngồi, cái chị của sư phụ tức là Thánh Mẫu Liễu Hạnh kêu sư phụ phải lên trên cao ngồi bằng thờ luôn vậy. Còn mấy ông già thì ngồi dưới đất để đọc thánh chỉ. Mà sư phụ đâu dám ngồi, ngồi cao hơn mấy ổng ai dám ngồi, gái ổng nữa, mình cua con gái ổng nữa. Nhưng mà cũng phải lên ngồi, nếu không ngồi mấy gì không có đọc thánh chỉ. Thì từ đó thánh chỉ đã ban xuống. Con là Thái tử Thiên Hoàng, con của Ngọc Hoàng Thượng Đế, hôm nay thay trời xuống thế gian mang thân người để lập đạo và cứu nước Việt thoát khỏi sự đô hộ và sự diệt vong, mấy gì dùng cái chữ diệt chủng, diệt vong của Tào. Hồi xưa đánh bằng dao bằng kiếm, một mạng chết một mạng, giỏi lắm là giặc nguyên nó qua, hai bên chết nhau vài nghìn người là dữ. Bây giờ nó bỏ hút độc với chợ Tân Biên, nó giết một lần mấy chục nghìn người luôn á, rồi chết âm đầm nữa. Bây giờ mới là diệt vong thiệt á con. Bia một đồng nữa kìa, trứng gà giả nữa kìa, rồi ba cái nước ngọt mà mấy đứa nhỏ uống ung thư quá trời, nó giết là thiệt á, nó diệt vong á. Nó hơn ngày xưa, nó tàn khốc hơn ngày xưa gấp ngàn lần. Thì những cái đợt HO qua, rồi sau đó cái con ông cháu cha, tức là đảng viên có rủng rỉnh sân trước sân sau rồi đó, thì bắt đầu đưa qua viện PNC, có thời gian là PNC phải không, Việt Kiều về Việt Nam cưới vợ phải không, đem nàng qua Mỹ phải không, tôi đã lầm đưa em sang đây đó phải không, là thời đó quá trời luôn, hôm nay cũng có luôn á, giàu cho đẻ ba đứa con á, tôi cũng đã lầm anh đem tôi sang đây à, ba đứa tôi cũng vẫn bỏ anh như thường, tại vì lúc đầu lấy đâu có tình yêu. Thì hết fiancé rồi tới viện viện du học á, rồi dài dài cho tới ngày hôm nay viện viện có nhiều tiền, đại khái là viện gì không cần biết, đảng viên hay là HO, bao nhiêu đời tất cả khi ra hải ngoại đó đều là những nhân tài tương lai lỗi lạc của nước Việt mà thế giới không có. Đó là một kho tàng quý báu mà mấy vị nói sau này con phải khai thác và lấy từ bi xóa hận thù. Con của đảng viên mà nó có tài, nó không có cần biết chuyện quá khứ, cờ vàng ba chọc đỏ hay cờ đỏ sao vàng, nó chỉ muốn nước Việt không có bị nhục nhã như ngày hôm nay. Mục đích của tụi nó là vậy. Con HO cũng đều như vậy, con của đảng viên cũng là như vậy. Cái gì mới dạy sư phụ vậy đó. Chỉ có thế hệ chúng ta 1.5 thì còn có một chút xíu ấn tượng quá khứ. Nhưng mà những đứa nhỏ lớn lên nó không có cần biết quá khứ. Nó chỉ thấy Việt Nam mình mà ở bên Nhật mà có bản, hay là bên Nam Hàn có bản, coi chừng người Việt, hay là nó về Phan Thiết, Nha Trang, Đà Nẵng mà nó thấy cái tiếng Tàu đó, rồi nó vẽ con chó đó. Nó so sánh người Việt Nam mình giống như con chó đó. Mà ở trên đất nước mình đó, đó là điều sỉ nhục của tụi nó. Thì những đứa con đảng viên hay con HO cũng đều rất là căm phẫn. Nó muốn cái gì phải hơn. Và nó không có muốn bị nó mang cái khuôn mặt và mang cái hình tướng người Việt. Đi tới đâu một người, con sâu làm sầu nồi canh. Thì những đứa đó là những đứa tương lai của nước Việt. Khi nó có lòng tự ái như vậy thì những đứa đó nó sẽ giúp nước Việt. Cho nên sau này không có phân biệt ranh giới, vùng miền, gốc ghét. Mình nói giả sử như con của Bác Tô, hôm nay Bác Tô làm gì không biết, nhưng mà thế nào cũng có nhiều kẻ thù, nhiều người ghét. Nhưng mà con Bác Tô sau này mà được lòng dân, có quyền ứng cử lại làm chức bộ trưởng bộ công an trở lại, nhưng mà sau này không có công an, bộ trưởng bộ cảnh sát phải không, đổi lại màu trắng thay màu vàng phải không, màu vàng nó chói mắt quá, màu trắng thấy nó lịch sự hơn, hiền hơn phải không. Thế đổi áo thôi, tất cả đều là đổi màu áo. Là bất chiến tự nhân thành, không có đổ một giọt máu. Đó là lời Trạng Trình nói. Thì nếu chúng ta ba miền Bắc Trung Nam, HO hải ngoại,
mà đừng có sợ vị vị kỷ, hay là đừng có sợ hiềm khích, hay là đừng có ông trưởng ông phó, thì chúng ta sẽ làm được. Vì chúng ta chỉ có một kẻ thù duy nhất, đó là giặc phương Bắc. Và chúng ta phải thay đổi thể chế cho tiếng nói tự do, và mở cửa cho 6 triệu người hải ngoại tự do đi về, để cho đem nền kinh tế trở lại. Và từ đó thế giới mới thấy vậy, mới chạy theo chúng ta. Tại vì mình phải lấy lòng tin của người mình trước, thì từ đó hải ngoại họ mới tin mình. Còn lá cờ nào cũng được. Một quốc gia đang operate, đang hoạt động, có thể họp quốc hội một đêm sáng đổi lá cờ, quốc tế người ta đổi hoài. Cho nên lá cờ không cần thiết phải đổi liền, hay là đổi sấm cơ nói là một chuyện, nhưng mà ở trên đó có sự thay đổi chỉnh lý theo cho, để làm sao cho hợp lòng người, lòng dân. Lòng dân là lòng trời á, mà hôm nay lòng dân là lòng gì? Hôm nay vì 50 năm bị nhồi sọ, con cháu bà Trưng, bà Triệu và con cháu của những anh hùng Lý Thường Kiệt đồ á, bây giờ thành ra con rùa rút đầu hết rồi. Ai mà rụt rịch cái là gõ cửa, đúng không? Cho nên một người, một cái dòng giống anh hùng bất khuất mà hôm nay thành ra là dòng giống rùa rút đầu á, lú ra là nó chặt đầu, cho nên thôi rút vô cái vỏ. Nói thì nói như vậy, khi mà quốc gia mà có lâm biến á, thì thất phu cũng hữu trách. Giặt tới nhà đàn bà cũng đánh, tầm dông giặt nhọn gì á. Phụ nữ mình á, Việt Nam á, nhiều người á, cũng ngầu lắm mà, anh hùng lắm á. Thì sẽ coi trong những tuần kế tiếp, tôi nói là tuần á, không nói tháng nữa. Thì trước khi ông, có mấy clip cũ thường nói là trước khi ông Trump mà tại giờ nó đang thế giới đang biết. Tại vì ông Trump là cái cột trụ chính của thế giới, thì mà biết mà ông Trump mà thắng thôi, thì con nghĩ thử, ở bển Tập Chẩn Bình chắc nhảy điên đông đỏng á. Hôm nay người nào mà còn chút xíu trí khôn, một chút xíu thôi, không cần nhiều, đeo dấu thiên tâm trên cổ, sẽ không có bị đốt củi đốt lò đó. Mấy đảng viên về hưu á, gán kiếm cái dấu đeo, nhưng mà đừng có bỏ ra ngoài ngực nha. Nó thấy mất công nói mấy đại ca chết nhát thì sao. Nghe lời Kiệt, nhưng mà nghe lời Kiệt này lúc nào cũng có lợi á. Kiệt này chưa bao giờ xuống ai làm bậy. Tới về khi đeo có nghĩa là chúng ta đã quay gọi là thượng thiên. Thời ông kia chúng ta là nghịch thiên. Thì mấy đại ca gán đeo cái dấu thiên năm mà đeo bỏ ngực cho kỹ á, đừng cho vợ biết luôn. Vợ biết vợ nói ủa anh bây giờ cũng bị nhiễm Kiệt rồi hả? Nó mê tính gì đâu, quá trời, nó nói ảo quá trời luôn rồi. Nó chỉ là thương gia thôi mà vợ nói nó sẽ về Việt Nam làm vua, anh cũng tin á. Trời ơi, bị chửi phải không? Cho nên đừng ngại, ai cứ việc hiểu lầm ta, ngày mai cũng có người hiểu lầm ta, ngày mốt cũng vậy, bữa kia cũng vậy. Nhưng mà việc này chẳng có sợ ai hiểu lầm. Dàn thiệt là một đường là cứ đi thẳng, chứ không bao giờ ngại mấy cái đó. Vì 5 năm nay đã quen rồi. Cái gì? Cha nói trên thế giới này tất cả những người không có hiểu con, nhưng chính bản thân con phải biết con là ai. Ngày nào cũng vậy, chị cũng vậy. Để mỗi sáng thức dậy phải nhìn cái gương và phải biết mình là con trời thiên tử. Tại vì mấy vị sợ sư phụ bị chửi nhiều quá rồi nản đó, rồi cái buồn rồi lung lay, phải không? Ngày nào mấy vị cũng kêu một là phải nếu mà có tâm từ bi rộng lớn thì bỏ bên lề. Nhưng mà sư phụ là dĩ nhiên từ bi rộng lớn bỏ bên lề, nhưng mà hàng đệ tử mấy con bị chửi lây, sư phụ đâu có chịu nổi. Mụi mụi hay sư mẫu đâu bị chửi hoài á, sư phụ đâu có chịu đâu. Có người riêng hoàng sư phụ là dễ ợp, phụ nhịn hết. Đeo dấu thiên tâm sẽ được qua được cái nạn này.
ở Mỹ, những cái cơ sở làm ăn nào làm ăn được á thì giữ lại, còn làm không được thì mình cứ bán để mà hữu tiền túi, để coi cái thằng kiệt ảo này mà nó trúng là mình làm giàu làm sao. Chứ lúc đó thù về á, dành đất không lại người Việt Nam, lúc đó lên giá quá trời cao rồi đâu mua được. Chẳng lẽ mua một cục vỉa hè nhỏ xíu à? Cho nên ai có tiền trước thì người đó sẽ là người thắng cuộc. Đất Việt Nam sẽ lên trở lại. Tại quốc gia thay đổi, còn cứ tưởng tượng đi. Biết bao nhiêu công ăn việc làm, kinh tế trở lên lại. Nói là mấy công ty di mạch, nó đi qua Mã Lai, đi qua Indo nó làm. Thật sự người Mỹ không có thích những quốc gia đó. Tại vì họ không có cái năng khiếu như người Việt Nam mình. Nước Tàu nó như nước mình. Là cũng là người Á Châu, cũng là năng khiếu, cũng là linh động, cũng thông minh. Nhưng mà chỉ là cái thể chế mình, nó không có giữ được cái bản quyền đó. Cho nên những công ty ở đây người ta không có dám vô. Thì khi mà không có, nó đã chạy nước Tàu rồi, nó không vô được nước Việt rồi, thì nó đi đâu? Nó đi chỗ nào đại thôi, dùng chữ đi lại là đi qua Mã Lai hay Indo. Nhưng mà khi nước Việt bây giờ mở cửa trở lại, người của mình khôn hơn, mà của mình trở thành một cái thể chế mới, cởi mở hơn, thì bao nhiêu công ăn việc làm sẽ đổ vô nước Việt. Là 6 triệu chim hiền sẽ về giúp. Những cái hiện tượng mà mấy con nhìn thấy á, một cái quốc gia không có xe xịn chạy, tại vì ai mà chạy Rolls Royce là người đó sẽ bị đến đốt củi đốt lò, đúng không? Rồi từ từ những cái tiệm sang giống như McDonald's, Starbucks ở Sài Gòn, từ từ tôi thấy báo nó rút đi hết. Chẳng lẽ mình trở lại thời giống như Africa, không có mấy cửa hàng đó. Những cái sang trọng mà không có, cứ như là một quốc gia đang đi xuống dốc. Nó phải có nhiều Starbucks mỗi góc đường của nước Việt. Và nó có nhiều nhãn hiệu LV hay là mấy cái đồ Panda rồi của Mỹ rồi nè. Nằm đầy ở những cái khu phố của Việt Nam. Thì lúc đó quốc gia mới gọi là quốc gia đang lên cường thịnh. Còn bây giờ người có tiền cũng không dám xài. Có xe cũng không dám chạy. Còn người nghèo á thì chết biết lên Sài Gòn, không ai cứu mình. Thì thôi ở nhà hốt thuốc nam, ăn rễ bạc hà gì đó trên đó để mà sống qua ngày. Đường nào đi nữa, cuối cùng người giàu cũng khổ, người nghèo cũng khổ, có tiền cũng khổ, không có tiền cũng khổ. Đó là quốc gia của chúng ta đang ở vào cái tình trạng như vậy. Mà nên nhớ mỗi một ngày tuổi thọ chúng ta tăng lên. Mà ở Việt Nam mà có cả đống tiền mà không dám xài, xài thì sợ ta để ý. Có phải cái đó mới là khổ nhiều hơn là người không có tiền không? Thà không có tiền không xài phải không? Còn có cả đống mà không dám lấy ra xài mới là khó chịu. Nãy giờ nó bao lâu? Dạ 58 phút. Hả? 58 phút. Nó dài cũng không bằng nó tóm tắt lại hiện tượng mặt trời có mấy ông rồng đen đó là sẽ thay đổi thể chế. Còn mây ngũ sắc là 6 triệu trên hiền đi về tất cả các sắc dân về. Rồi chính ông rồng hôm nay đã hiện hữu, đã bao nhiêu nghìn năm nằm ở dòng sông Cửu Long, chính ông Cửu Long đó hôm nay cũng đã xuất hiện. Thôi vừa mới nói chuyện thì những cái hiện tượng đó đã báo hiệu được cho chúng ta biết đó là ngày Quan Ca Khải Hoàn sắp đến gần kề. Đức Thầy là một vị Phật lỗi lạc sẽ xuất hiện để mà chỉnh đốn lại về đạo Phật đạo trên nước Việt. Sư phụ là đệ tử của Đức Thầy sẽ lo về kinh tế và lo về ngoại giao, lấy lại Hoàng Sa Trường Sa, Chiếm Miên và Lào.
Ok, nói một tiếng rồi. Ở đây có anh em nào ở xa gần muốn đặt câu hỏi gì cứ việc hỏi. Ok, cái đó tính sao? Ok, ai muốn hỏi gì hỏi. Ai muốn có câu hỏi gì cứ hỏi. Tôi đọc được mấy cái tâm mấy anh mà muốn hỏi thì hỏi đi. Thôi hỏi đại đi. Trời ơi, vậy sao làm tướng được? Tao đâu muốn làm tướng đâu thầy. Anh nhất cũng phải giúp dân nha. Mình ở hải ngoại, mình có cái kiến thức hải ngoại rồi. Không, câu hỏi là tại vì thấy thầy, thấy anh đệ ngài Tuyên Hóa. Không biết là hồi xưa Mình là Chuông Di, là đệ tử của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Hồi thời năm 2005-2006 mình tu vòng vòng Hòa Thượng Tuyên Hóa cho mình cái bằng cấp, tức là mình học đạo, mình biết về đạo Phật á từ ở Vạn Phật Thành, chứ mình không phải biết từ Thích Chân Quang hay Nhật Từ nhé. Mình chơi với thầy Tây Tạng với ở Vạn Phật Thành đâu à. Vậy là thầy có theo kinh Hoa Nghiêm không? Có nha, trời, lúc trước đọc Hoa Nghiêm quá trời luôn, ở trên mạng có đó. Nhưng mà phần đạo thì hôm nay là nửa đời nửa đạo. Bây giờ lo phần đời, 3-4 năm nay là cha mẹ kêu lo phần đời. Phần đạo cũng vẫn còn. Nhưng mà mình chưa có bao giờ được cơ hội đi tu hay mặc áo vàng ngày nào. Chỉ là học để hiểu, để lên mạng nói cho người ta biết. Đạo Phật đến thời Si Đồi, thời Mạt Pháp theo màu sắc âm thanh là sai. Chỉ có Thượng Đế hôm nay mới là cứu chúng ta không còn cõi ta bà này nữa, tức là về cõi trời đó. Chỉ có thiên đạo thôi. Còn Phật đạo đã mấy nghìn năm nay, nếu cứu được đã cứu nhiều người rồi. Chỉ tu gà tu gật không. Ok, ai có hỏi gì nữa không? Ông này muốn hỏi tôi hỏi rồi, ông giờ hỏi. Mình hỏi về kinh tế đi. Mình nhìn cái máy mặt anh đó là tu hành về kinh tế thôi, đeo đồng hồ rưỡi màu xịn rồi kìa. Kinh tế. Chở chở mấy ông đại gia, mấy ông bí thư rồi. Bỏ rồi chứ không có cái gì. Là Philip Batis không à? Hiểu gì đó? Dạ không. Philip Batis. Cái đồng hồ này cũ quá. Cái này là hỏi rối. Này mấy chục năm rồi. Muốn làm giàu hỏi tôi đi, chỉ cho làm giàu. Đại đi. Nó đâu quay phim đâu, anh đừng lo. Chỉ nghe tiếng thôi, nó đâu quay phim anh vô đâu. Đây đâu quay phim vô đâu. Nó đâu có thấy mặt anh đâu, anh đừng lo. Hồi nãy hỏi rồi. Hồi nãy nó lên trên này hỏi gì, hai ông hỏi gì. Hỏi xong chưa? Không, anh không có gì hỏi. Anh chỉ lắng nghe thôi. Nghe em á, là nghe 5-6 năm nay nghe mệt lắm. 323 cái clip. Mỗi clip 3-4 tiếng anh nghe đâu có nổi. Anh chỉ tóm tắt lại là tôi không phải là người phàm. Tôi là con trời. Tôi xuống đầu thai vô người Việt là vì nước Việt. Thượng Đế tức là cha tôi cho nước Việt sau này sẽ lãnh đạo tinh thần. Cũng giống ngày xưa tôi là Chúa Giêsu, cha cho tôi đầu thai làm người Công giáo. Còn nếu mà người không có hiểu về tâm linh á, nghe cái chuyện nó rất là khó hiểu. Làm sao một người mà đi từ Do Thái rồi qua thành người Việt, nó rất là dễ, cái hồn đó mà. À, cứ chết thì đầu thai, chết đầu thai thôi. Rồi có một kiếp tôi đầu thai thành cái ông chùm khăn nữa. Cho nên mấy ông chùm khăn với Công giáo gì sau này tôi gom lại hết. Nói giờ tụi mày bây giờ chỉ theo có một đạo thôi là Thiên Tâm.
Cho nên trong kinh có nói sau này thế giới chỉ có một đạo là vậy. Là vì tôi làm được, khi tôi có quốc vương của tôi, tức là nước Việt, tiếng nói của tôi nó lan rộng ra tới tòa thánh Vatican, rồi lan rộng ra những cái quốc gia của Hồi giáo, thì tôi mới nói cho họ biết là tất cả con người chúng ta 100 năm chỉ là một cái lớp học vỡ lòng. Nó đi từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên cái đạo cũng cần phải thay đổi và thăng tiến để cho nó hợp thời đại văn minh. Những gì hôm nay tôi làm thì sau này tất cả nhân loại cũng bắt chước theo, cũng mặc áo tay, cũng đời đạo tu là tu trong tâm, chứ không có tu bằng áo chàng hay là áo vàng hay là cạo tóc. Cái đó chỉ là bề ngoài thôi, mà cái tâm không có sửa anh sẽ không bao giờ được về trời. Còn thà anh mặc áo này nhưng mà cái tâm anh hiền, anh có 10 đồng mà anh lấy hết 5 đồng anh đi cho người rồi thì là anh thành Phật đó. Còn cái ông mặc áo vàng á, ổng cứ đi xin tiền người ta tối ngày thì ổng đi xuống địa ngục đó, anh có biết không? Cho nên thời nay tôi lật ngược lại hết. Thà mặc áo như tôi mà bao nhiêu tiền của tôi cho hết cộng đồng, mua cái núi này gần mấy chục triệu, 500 acre Hilton bữa giờ bỏ 5 triệu cũng cho cộng đồng. Những cái gì mà làm cho núi, chẳng những công sức, mỗi cây này là tôi trồng nè, đều để lại cho hậu thế người Việt. Người Việt mình lên đây, con cháu anh lên đây, những người du lịch về đây, chứ người Mỹ họ đâu có quen với phong tục của mình. Thì đây là di sản duy nhất mà hải ngoại mà tôi làm được dành cho người Việt Nam, thì nó sẽ ở đây lưu truyền tới nhiều nghìn năm. Vì cái này nó là non-profit, tôi để lại cho tất cả những hàng đệ tử ở đây đời này sang đời kia cai quản. Còn tiền của nó là phù du thôi mà, đến rồi nó đi. Có cái sau này nước Việt của mình đừng có nhìn về sau lưng nữa mà nhìn phía trước, và đừng có nhìn ngang nhìn qua. Tại vì nếu mình cứ nhìn tới nhìn lui thì lúc đó mình sẽ có sự đố kỵ lẫn nhau. Tại sao hồi xưa lúc mày lên chức mày không giúp tao, tại sao mày mắt nhắm mắt mở để cho tao bắt tao quên đi, tại sao mà bắt tao ở tù giống như Đinh La Thăng bây giờ ra là trách móc người này người kia đó, quên đi, đó là cái nghiệp của mình. Còn nếu mà Đinh La Thăng mà có ra khỏi tù, hay là bà Rồng Lửa, tức là bà Phương Hằng có ra, sau này cho bà ra ứng cử luôn, nếu mà dân thương bà, bầu bà chức bộ trưởng bộ kinh tài. Cho nên những người tài sẽ ra giúp nước, không có cần biết quá khứ hay là quốc gia hay cộng sản hay là quốc tịch Mỹ, quốc tịch Pháp hay là Anh, Đức gì hết, tất cả mở rộng hết. Sau này khi nước mình nó phát triển như vậy rồi thì cả 10 thằng Elon Musk tương lai cũng bò theo về nước Việt nữa. Nước Mỹ này là một cái nước tạp chủng quốc đúng không? Không có ai là chủ nước Mỹ hết, trừ cái Mồi da đỏ. Mồi da đỏ thì mấy anh biết rồi đó, nó nằm mấy tiểu bang kia, nó vẫn còn mặc sờ rong và hỉ mà. Những nhân tài gom về nước Mỹ là gì? Nước Mỹ có nền kinh tế tốt, thì nước Việt mình sau này khi có nền kinh tế tốt thì những thằng như Elon Musk hay những thằng Jeff, những thằng Amazon rồi đó, tự động nó cũng chạy theo mình, Bill Gates cũng chạy theo à. Chim mà phải lựa cái cành mà đậu chứ, nhưng mà mình phải làm sao kìa nó mới chịu đậu. Chứ còn mình đấu đá nhau như kiểu mấy bác bây giờ chán chết. Ở nước Việt Nam á, bây giờ anh thấy ai có tiền cũng chuyển ra hải ngoại. Hồi nãy clip này tôi nói đừng có nên chuyển mà sẽ hối hận, đừng có nói là không có ai nhắc nữa. Tại bây giờ Mỹ nó chưa có audit á, kiểu nào á nó cũng moi ra hết. Ở Mỹ này cái thằng mà đi làm lương dưới 100.000 năm mà chạy chiếc xe BM thôi, thường thôi, lơ mơ cảnh sát nó gõ cửa nó điều tra, tiện đâu mua xe này á, làm chi, vừa bỏ ra 1 tỷ cái đi mua cái nhà 1 triệu cái chợ ớt, rồi cái lấy cái tiền đi mở tiệm này mở tiệm kia. Bộ Mỹ nó ngu, nó không biết, nó cho làm láng đó, rồi đến ngày mà nó lột da đi, nó lột cái một á, đừng có tin mấy thằng gọi là cầu nói ở đây, mấy người ở đây á chỉ biết lực có một chút xíu thôi, tôi làm ăn tôi biết rành đó. 1 đồng 1 sen ở đây phải có cái track, mà khi mà nó hỏi 100 câu mà 1 câu bị bí thôi là thua. Cái này ở đâu ra, nó đi lại cả cuộc đời chứ đừng nói chi đi là 10 năm.
Đừng có tưởng qua 3 năm là thuế nó không bỏ địch lại. 10 năm nó bỏ địch nó giống kiểu ông Trump á. Có nhiêu tiền để Việt Nam mấy đại ca. Đừng có chuyển qua Mỹ. Chờ tôi về đi, sắp sửa rồi đó. Còn vài tuần nữa. Phải tính từng á. Tại sao tôi mạnh miệng tôi dám nói đây? Thì vì xưa giờ tôi chưa bao giờ nói chặt nghe. Mà chuyện động trời không à, tôi nói trúng hết. Tôi nói năm cát cả khối cộng sản đều xuống, độc tài cũng đi theo. Rồi nước Mỹ này giống như kiểu Biden á, cũng đi thôi. Mà tại sao ông Trump tháng 11 là còn có mấy tuần nữa tháng 11? Tại sao bây giờ Iran nó lại tấn công Do Thái? Rồi bữa giờ Do Thái đánh Hamas cũng sắp thua. Tại sao giờ Kim Jong Un là tuyên bố thành ra hai quốc gia? Tại sao giờ Trung Cộng lại lấy bom nguyên tử ra thử? Mà cùng một tuần lễ nay, tại sao bao nhiêu hiện tượng xảy ra bên Việt Nam? Bộ cái đó tôi nói không trúng mà. Tôi nói còn vài tuần nữa đó. Chứ không phải là vài tháng nha. Gán giữ gìn sức khỏe. Có bao nhiêu tiền đó, đi mua mấy cái nhà bán bển rẻ đó, mua đi mốt làm giàu. Bây giờ nếu mà tôi nói ông chúng, tôi đâu phải là con ông trời. Ở ngoài kia ai mà có gan mà lên mạng nói tôi 5 năm nay đi. Bộ anh tưởng người của mình rất là khó tánh. Nó chặt một cái họ chửi cho chết. Mà tôi nói tràn gian đại hải mà nói gì cũng trúng ở đó. Toàn là giúp người mình không. Nếu mà không có tôi làm sao ở nước Việt Nam mà Trung Cộng nó thả qua tất cả các cửa khẩu thời đó. Mà tại sao lại chết một số lượng rất là ít. Tối bên đây tôi khấn muốn sói chán á. Nên Việt Nam chết không có nhiều. Chứ đúng ra lúc đầu á, mấy vị nói anh, nước Việt á, là nước chết hàng thứ nhì trên thế giới. Trung Cộng nó chết hai mấy triệu người mà nó giấu. Hiện bây giờ mấy vị nói, thời mà năm 2019 Covid. Còn cái nước Việt á, mà nó tràn qua kiểu đó mà lại chết ít. Là do gì? Do ba cây nhang của núi Thiên Long Sơn này khấn lên. Không thôi là khủng khiếp lắm. Trong đó bảo đảm có bà con dòng họ hết mấy người ngồi đây luôn. Vậy mà con không biết cảm ơn. Cũng có người biết. Hôm nay mấy hàng đệ tử ở Thiên Nhân Thế Giới nên post những cái sấm cơ. Đừng có post những cái người mà linh căng hay là nói chị bình thì bùa chị ngãi gì nữa. Từ cái đó lỗi thời rồi. Tại ngoài kia có những người đạo công giáo, những người không có đạo, những người đảng viên, những người giàu có, người ta ra nghiết, người ta nhàm chán. Còn người ta sẽ ảnh hưởng lây họ Thiên tùm lum. Họ Thiên chúng ta là khoa học và thực tế chứ không phải là mê tín gì đó. Sư phụ không có bao giờ mê tín gì đó. Ngày nào cũng đi họp với đi coi công ăn việc làm ở trong cơ sở là thứ dữ không à. Bản vẽ blueprint rồi chặn chịch á. Những người có tiền ở Việt Nam hiện bây giờ đừng làm gì hết là tốt nhất. Tại vì bây giờ mà rục địch là nó thấy mình có tiền là tới nó gõ cửa. Khôn nhất là im bờ dài tầng. Hãy mà chi tiền ra rục địch là nó gõ cửa. Tại vì đang đói mà. Những cái lớp thời xưa cũng giống như mấy ông thủ tướng cũ thì còn có chút của mẹ Việt Nam. Từ từ tới thời nay mẹ Việt Nam còn xương với da không à. Không còn gì để nhai, nó gặm hết. Thì nó gặm lại những cái người ăn no hồi lúc trước. Ói lại. Mày ói lại tao ăn cũng ngon nữa. Hơn giờ tao đói. Đeo dấu thiên tâm. Tất cả công an hay là quân đội nên đeo dấu thiên tâm. Có bao nhiêu tàu cây, xuồng ba lá, vỏ giọt chuẩn bị đổ xăng, đổ nhớt 1, 2, 3 mình chạy ra Hoàng Sa, mình lấy Hoàng Sa lại bằng xuồng vỏ giọt. Ok. Tại vì lúc đó tụi nó biến động rồi không. Rồi thứ tư thằng Miên á, bây giờ nó phản mình nữa không, đào tàu phải không, thì mình phải đánh nó lẹ trước khi cái kênh Phù Nam nó mở.
phải nước Việt mà đánh men trong vòng 24 tiếng đồng hồ vô tới Phnom Penh luôn. Trời ơi, mà cầm quân thôi, khỏi nói luôn. Thôi bắt hết công an. Đang với gần cái súng con 6 viên thôi, không cần nhiều. Đi ào ào ở bển cũng lấy được miên nữa. Để cho công an đi đánh giặc á, họ mới ném mùi phải không? Còn đứng ở góc đường rồi khỏi tôi hết dặn ở lộ sướng. Trong khi quân đội của người ta ở trong quân khu, người ta tập luyện, người ta lo chiến trường, lo ở ngoài biển đảo là lạnh rồi đói thiếu đồ ăn. Còn mấy ổng á, ở trong không à, giờ cho mấy ổng đi ra đánh giặc. Chấn ở cửa Lạng Sơn á, cho qua cửa khẩu của Miên với Lào. Chào chào mấy đại ca. Bữa nay nóng quá hả? Ok, thôi hôm nay cái clip hôm nay tạm ngưng. Nhiều đó cũng đủ rồi. Xin tạm biệt. Bye bye. Chào. Yeah. Right.